trong cơn hấp hối như một người tâm tôi như cuộc đời ở lại từ khi mất. Tôi bước đi như con rết lê lên cuộc đời, như thân bướm đôi cánh đã rời, lấy u sầu che giấu tà đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.